Thưa quý khán giả, bưởi là một giống cây có múi không hề xa lạ với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng ngày hôm nay, Quỳnh Loan muốn giới thiệu một giống bưởi mới được bày bán ở tỉnh Tiền Giang. Với bưởi có vỏ và ruột đỏ như thế này đây, làm cho rất nhiều người phải thắc mắc về nguồn gốc bưởi. Và Quỳnh Loan cũng xin được bật mí, đó chính là bưởi Luận Văn, có nguồn gốc ở xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Với màu sắc đẹp như vậy, cho nên ngày xưa bưởi được tiếng vua, nên ngoài tên Luận Văn thì bưởi này còn được gọi là bưởi tiếng vua. Giống bưởi tiếng vua thật sự có nguồn gốc từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Với đặc điểm vỏ đỏ, ruột đỏ nên giống bưởi này gây được sự chú ý của người dân. Giống bưởi này trước đây từng là sản vật tiếng vua, nhất là ở thời Hậu Lê. Bưởi đỏ Luận Văn khi trái non có màu xanh, đến chín chuyển sang màu đỏ như màu trái gấc. Cùi và tép bưởi màu đỏ hồng, nhiều nước với vị ngọt và hương thơm rất đặc trưng, nhưng không the đắng ngay cả khi trái bưởi chưa chín. Với màu đỏ đặc trưng, bưởi Luận Văn còn tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc nên người dân rất ưa chuộng, dùng để thờ cúng trong dịp Tết. Cây bưởi tiếng vua rất độc đáo đúng không thưa quý vị? Và Quỳnh Loan xin được giới thiệu thêm một loại đặc sản ở khu vực miền Trung, đó là chuối già hương. Nhờ áp dụng phương pháp mới nên ông Lê Hoàng Oanh ở Nha Trang, Khánh Hòa có lãi 100 triệu đồng mỗi năm. Cây chuối già hương lâu nay nông dân thường trồng với mật độ dày, không chịu di chuyển hố trồng. Mỗi bụi chuối cho ra nhiều cây nên trái nhỏ, hiệu quả mang lại không cao. Vì vậy muốn trái to, buồn bự thì mỗi bụi chuối tốt nhất là chỉ cho thu hoạch 2 đợt thì phá bỏ hố cũ, và mỗi bụi chuối chỉ nên giữ 2 cây con. Trước khi trồng, cần đào hố có độ sâu, bón phân chuồng và vôi. Sau khi tiến hành trồng phải thường xuyên phun nước bằng hệ thống tưới nước phun sương cho cây để hạn chế dịch bệnh. Cách làm này vừa giúp cho chuối tăng năng suất, trái to, màu sắc đẹp và đồng thời hạn chế được bệnh tuyến trùng rễ. Trong quá trình chăm sóc, ông Oanh còn ứng dụng thêm quy trình việt gáp, chuối sạch, an toàn nên đầu ra của chuối già hương luôn gặp thuận lợi trên thị trường. Cũng trồng chuối, nhưng những nông dân ở Cần Thơ có một cách làm khá hay, áp dụng công nghệ cao với cây chuối cấy mô. Những buồng chuối này thì đang mở ra một hướng xuất khẩu sang các nước như là Hàn Quốc, Philippines, bởi đây là một sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Với giống chuối già truyền thống của Việt Nam được cấy mô, áp dụng kỹ thuật trồng theo kiểu công nghệ cao đã đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính với giá gấp 5 lần tại Việt Nam. Đến lúc thu hoạch, mỗi buồng nặng từ 20 đến 30 kg. Ngoài ra, vườn chuối sẽ cho các cây con thu hoạch 3 vụ rồi mới xuống giống lại. Các chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao từ Hàn Quốc và Philippines sang tận nơi hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng thùng, bảo quản cho kỹ sư và nhân công địa phương đến khi thuần thục mới về nước. Quý khán giả và bà con thân mến, trong bất cứ loại cây trồng gì cũng phải có bí quyết, và nấm bào ngư cũng vậy. Tiếp tục bản tin, mời bà con đến thăm trại nấm của anh Đặng Quang Trung ở tỉnh Yên Bái, thu về gần nửa tỷ đồng một năm. Theo anh Trung, trồng nấm đầu tiên là phải chọn bột gỗ, bột trồng nấm bào ngư nhất định là bột cao su, tốt nhất là loại gỗ trắng, mũ trắng, sau đó là khâu vô men, ủ phôi, vô meo lên dàn nấm. Các khâu đều có bí kíp, tỷ lệ riêng. Quy trình của một phôi nấm kéo dài từ 5 cho đến 6 tháng, mỗi bịch phôi trung bình thu được từ 200 cho đến 300 gram nấm tươi. Khi trồng nấm, anh Trung còn đầu tư dàn phun sương tự động, vừa đỡ tốn công, vừa đảm bảo độ ẩm cho nấm phát triển tốt nhất. Thưa quý khán giả và bà con, đây là trại nuôi chim cút của hợp tác xã Nguyễn Hồ ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Những người nuôi chim cút liên kết với doanh nghiệp tạo ra chuỗi sản phẩm sạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ông Hồ mày mò sáng chế ra kiểu chuồng hoàn toàn mới bằng sắt nhưng gọn nhẹ, chiếm ít diện tích, kiểu dáng chuồng rất phù hợp nuôi quy mô công nghiệp. So với kiểu chuồng bằng gỗ trước đây, chuồng mới thoáng mát, có hệ thống cung cấp nước uống tự động, hệ thống làm lạnh. Bên cạnh đó, hệ thống máng ăn được cải tiến, tránh tình trạng rơi giải lãng phí. Hệ thống uống nước tự động và đáy chuồng luôn được vệ sinh để tránh ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Mỗi tháng, trại của ông xuất khẩu 6 triệu quả trứng chim cút sạch sang Nhật Bản và cung cấp 3 triệu quả cho thị trường trong nước, đạt doanh thu 30 tỷ đồng một năm. Chuồng nuôi công nghiệp giúp giảm 10 lần công lao động,
Đó là chưa kể, lượng nước uống, thức ăn đều giảm. Nếu theo mô hình cũ, một người chỉ nuôi được 2.000 con chim cút, thì với mô hình mới này, một người có thể nuôi 20.000 con. Thưa quý khán giả và bà con, nuôi bò hạnh phúc chắc là bò Kobe Nhật Bản là nhất rồi. Những con bò hạnh phúc thịt luôn thơm ngon và đắt nhất thế giới. Dù không được chăm chút quá tỉ mẩn như bò Kobe, nhưng ở Việt Nam, trang trại Huy Long An cũng đã tiến dần đến ngưỡng cửa những con bò hạnh phúc như thế này. Công nghệ nuôi bò được nâng lên đáng kể, giảm chi phí công sức bởi nhiều công đoạn đã được tự động hóa. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Long An, hàng ngàn con bò nhập khẩu từ Australia đang được nuôi theo quy trình sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống. Để đảm bảo khu chuồng trại hợp vệ sinh, hạn chế ủ mầm bệnh, gây nhiễm bệnh cho đàn bò. Công nhân của trang trại trải một lớp tơ dừa lên bề mặt nền chuồng, sau đó tiến hành xịt vi sinh. Toàn bộ phân và nước tiểu sẽ được thấm hút bởi lớp đệm này, hạn chế gây mùi hôi, giúp nền luôn khô thoáng, sạch sẽ. Thức ăn của bò là thức ăn sạch, gồm hỗn hợp cỏ, cám, men bia, thân cây chuối. Nước giếng khoan được bơm qua hệ thống bể lọc rồi mới chuyển cấp thành nước uống để cho đàn bò sử dụng. Tất cả được thực hiện bằng máy móc nên tốn khá ít nhân công lao động. Tiếp tục bản tin nông nghiệp 4.0, mời bà con và quý vị cùng đến thăm một trang trại trồng rau độc nhất vô nhị trên thế giới. Chính nỗ lực khám phá các phương pháp sản xuất thay thế phát triển, một công ty của Italia tạo ra trang trại dưới đáy biển ngoài khơi bờ biển Savona của nước này. Đặc biệt tên là vườn của Nemo. Trang trại này bao gồm 5 khu sinh quyển neo vào, trồng các loại rau củ như dâu tây, đậu, tỏi và các loại rau thơm. Theo kinh nghiệm tại trang trại này, cây trồng phát triển nhanh hơn khi ở dưới nước. Bà con và quý vị có biết là nhiều nông dân ở Hà Lan phải chịu thất thu hơn 25% hàng năm do các loại chim phá hoại mùa màng. Các biện pháp bẫy và xua đuổi chim trước đây đều không thực sự hiệu quả. Vì thế, một công ty ở Hà Lan đã tìm ra một giải pháp mới giúp nông dân đuổi chim bảo vệ mùa màng. Đó là một thiết bị tự động xua đuổi chim bằng laser. Thiết bị sử dụng các tia laser xanh hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, các tia laser xanh này lại khiến các loài chim cảm thấy đe dọa. Đầu chiếu laser có thể xoay 350 độ và chiếu laser xa hơn 1,6 km. Chạy bằng điện và pin năng lượng mặt trời, thiết bị có thể hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, giúp nông dân giảm thiểu thất thu mùa vụ do chim phá hoại gây ra hàng năm. Công nghệ laser này đã giúp cho nông dân Hà Lan rất nhiều phải không thưa bà con? Ở Việt Nam, bà con hoàn toàn có thể áp dụng để xua đuổi các loài chim phá hoại. Đến đây, bản tin Nông nghiệp 4.0 cũng xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong các bản tin kỳ sau.